Xin chào ngày mới quý vị và các bạn. Sáng nay thì các khán giả ở khu vực đồng bằng Bắc Bộ như tại thủ đô Hà Nội hay tại các tỉnh thành ven biển như là Quảng Ninh, Hải Phòng sẽ bắt đầu một ngày mới với thời tiết se se lạnh vì mức nhiệt ngoài trời lúc này chỉ vào khoảng từ 18 cho đến 21 độ. Ngoài ra thì màn sương mù nhẹ vẫn đang bao phủ, có nơi còn có mưa nhỏ lất phất. Nhưng từ sau khoảng 10 giờ thì nắng sẽ xuất hiện và xua tan mây mù và mưa phùn. Trời hửng nắng nhẹ khiến cho nền nhiệt độ tăng hơn. Các tỉnh thành Bắc Bộ, trong đó có thủ đô Hà Nội, nhiệt độ cao nhất ngày dao động trong khoảng là từ 26 cho đến 28 độ, một số nơi còn xấp xỉ 29 độ. Mức nhiệt chưa quá cao cộng với không khí khô ráo mang lại cảm giác rất dễ chịu. Tuy nhiên, đáng lưu ý là trong chiều tối nay ở khu vực Tây Bắc Bộ, các tỉnh như là Lai Châu, Điện Biên, Sơn La do có ảnh hưởng của hội tụ gió trên tầng cao, tuy không hoạt động quá mạnh mẽ nhưng vẫn có thể khiến cho mưa rào rải rác xuất hiện trong thời điểm tối muộn về đêm. Thời tiết khô ráo và dịu mát của thủ đô Hà Nội đang thật đẹp để quý vị và các bạn tham gia hội sách chào mừng Ngày sách Việt Nam khai mạc vào sáng nay tại Công viên Thống nhất Hà Nội. Trong hội sách sẽ có hàng vạn bản sách đa dạng các chủ đề của gần 80 đơn vị thuộc các nhà xuất bản, công ty phát hành trên cả nước. Chắc chắn là với số lượng như vậy thì quý vị sẽ tìm được những cuốn sách mà mình yêu thích. Ngoài ra, khi tham dự hội sách thì quý vị cũng có cơ hội để gặp gỡ những tác giả, nhà văn tên tuổi và có điều kiện được mua sách với giá rất ưu đãi. Hội sách sẽ còn kéo dài đến ngày 22 tháng 4. Tiếp tục với thông tin thời tiết, các tỉnh Trung Bộ mưa cũng đang giảm đi nhanh chóng. Ở phía Bắc, khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, sáng nay trời hơi se lạnh với nhiệt độ trong khoảng từ 19 đến 22 độ. Có nơi vẫn xuất hiện sương mù nhẹ nhưng sẽ nhanh chóng tan sau khi nắng lên. Các tỉnh thành còn lại từ Đà Nẵng cho đến Bình Thuận vẫn phổ biến ít mưa, thời tiết mát mẻ trong buổi sớm với mức nhiệt độ là khoảng 24 đến 26 độ. Đến trưa chiều thì nắng mạnh hơn, nhiệt độ vì thế cũng tăng nhanh. Cao nhất trong ngày ở các tỉnh khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Bình, Thừa Thiên Huế vào khoảng là từ 27 cho đến 29 độ. Các tỉnh từ Đà Nẵng, Bình Định, Nha Trang, Phan Thiết trời khô ráo hơn, mức nhiệt độ trong ngày dao động khoảng 30 cho đến 32 độ, thuận lợi cho các hoạt động hàng ngày cũng như du lịch biển tại khu vực này. Lui xuống các tỉnh thành thuộc khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, trong ngày hôm nay, nắng nóng cũng đang giảm bớt, mặc dù nền nhiệt độ vẫn khá cao, tại Tây Nguyên vào khoảng 30 đến 33 độ, tuy nhiên cảm giác vẫn nắng và nóng vào buổi trưa. Còn tại khu vực Nam Bộ, nhiệt độ cao nhất ngày cho toàn khu vực vào khoảng là 33-34 độ, cao nhất vẫn là khu vực miền Đông Nam Bộ, bao gồm các tỉnh như Bình Phước, Tây Ninh, Đồng Nai và thành phố Hồ Chí Minh, trời vẫn có nắng nóng với nhiệt độ trưa chiều, xấp xỉ từ 35 đến 36 độ. Sau nhiều ngày nắng nóng vào chiều tối, mưa dông có thể xảy ra cục bộ, tuy nhiên với lượng không nhiều và kết thúc nhanh. Tuy nhiên, mưa xuống trên nền nhiệt cao nên bà con cũng cần hết sức cảnh giác với hiện tượng tố lốc, gió giật mạnh đi kèm trong mưa dông. Chuyển sang thông tin thời tiết biển, tại khu vực Biển Đông bao gồm cả hai quần đảo là Hoàng Sa và Trường Sa, phổ biến gió đông bắc đến đông mạnh cấp 4, cấp 5. Mưa dông chỉ xảy ra ở diện vài nơi, tầm nhìn xa thoáng trên 10 km, thuận lợi cho các hoạt động hàng hải. Như vậy là mưa đã giảm hẳn ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, nắng nóng cũng giảm bớt ở các tỉnh Tây Nguyên và Nam Bộ trong hôm nay. Bản tin thời tiết sáng ngày 18 tháng 4 xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin được kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Thank you.